Mở đầu chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày kỳ này, mời quý vị theo dõi những thông tin y tế. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố Việt Nam đã loại trừ thành công bệnh đau mắt hột, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sức khỏe toàn cầu. Theo WHO, đau mắt hột từng là vấn đề sức khỏe cộng đồng tại 4 tỉnh của Việt Nam. Khoảng 30 năm trước, 1,7 người dân sống tại các tỉnh có nguy cơ cao này cần phẫu thuật để ngăn ngừa mù lòa do đau mắt hột. Tuy nhiên, đến năm 2023, tỷ lệ người trưởng thành mắc dạng bệnh gây mù lòa này đã giảm xuống dưới 0,2%. WHO cho biết thêm, việc Việt Nam áp dụng chiến lược SAFE của WHO tập trung vào phẫu thuật, thuốc kháng sinh, vệ sinh mắt và cải thiện môi trường đã thúc đẩy việc loại trừ đau mắt hột. Đau mắt hột là một bệnh về mắt do nhiễm vi khuẩn Chlamydia trachomatis, là một nguyên nhân truyền nhiễm chính gây mù lòa trên toàn thế giới. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết từ năm 2024 đến năm 2030, thêm 4 vaccine được tiêm chủng miễn phí cho người dân. Đó là vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus Rota cho trẻ dưới 1 tuổi tại 32 tỉnh năm 2024, 41 tỉnh năm 2025 và triển khai trên toàn quốc từ năm 2026. Vaccine phòng bệnh phế cầu từ năm 2025. Vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung từ năm 2026, vaccine phòng bệnh cúm mùa từ năm 2030. Như vậy, từ nay đến năm 2030, nâng tổng số vaccine được tiêm miễn phí lên 15 loại. Theo số liệu Global Can, Tổ chức Ung thư Toàn cầu, mỗi năm Việt Nam có khoảng 180.400 ca mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. Trong bối cảnh tỷ lệ người mắc bệnh ung thư ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa tại Việt Nam, việc tầm soát ung thư được xem là phương án hiệu quả để bảo vệ sức khỏe. Phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn 2A khi mới 28 tuổi, căn bệnh quái ác ghé thăm cô gái đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất. 6 năm qua, cô đã phải đối diện với căn bệnh này bằng cách tuân thủ phác đồ điều trị và tự điều chỉnh nếp sống, sinh hoạt, tin tưởng vào y học hiện đại. Sau khi nghe là mình chắc chắn bị ung thư rồi á, thì mình đã khóc trong 2 phút. Và lúc đó mình nghĩ là tại vì bây giờ cũng đã có bệnh thì mình phải chữa. Thì mình cũng rất may mắn là mình cũng đã hiểu về căn bệnh này rồi. Và mình cũng có em mình là bác sĩ thì cũng hỗ trợ và mình chỉ tiếp tục với con đường hành trình. Theo thống kê năm 2022, thế giới ghi nhận gần 2,3 triệu ca mắc mới và 666.000 ca tử vong do ung thư vú mỗi năm. Việt Nam ghi nhận khoảng 24.600 ca mắc mới và 10.000 ca tử vong mỗi năm, chiếm 1/3 tổng số ca ung thư ở nữ giới. Độ tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ hóa, tạo ra thách thức lớn cho cả người bệnh và hệ thống y tế. Nhiều phụ nữ vì e ngại mà trì hoãn việc khám tầm soát, dẫn đến việc phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, khiến điều trị trở nên khó khăn và kém hiệu quả. Chúng tôi khuyên chị em trước hết hãy quan tâm tới sức khỏe của mình, tự khám vú ngực của mình và đi khám sàng lọc để phát hiện ung thư vú sau tuổi 40, và nếu phát hiện ra thì hãy bình tĩnh, bài lẽ khoa học hiện đại và các phương pháp điều trị có thể chữa hoàn toàn khỏi nhiều bệnh ung thư vú, đặc biệt là sớm, ngay cả muộn thì chúng ta có thể kéo dài thời gian sống. Ung thư vú có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm, do vậy việc khám sàng lọc định kỳ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác phòng và điều trị sớm bệnh. Bộ Y tế cũng kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức cần đưa chương trình sàng lọc ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng đối với phụ nữ bước sang tuổi 40 vào chương trình khám sức khỏe định kỳ. Thưa quý vị, trong bối cảnh tỷ lệ người mắc bệnh ung thư ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa tại Việt Nam, việc tầm soát ung thư được xem là phương án hiệu quả để bảo vệ sức khỏe. Tầm soát ung thư là làm những gì? Những ai nên tầm soát ung thư? Mời quý vị cùng Mỹ Quyên gặp gỡ bác sĩ Đàm Thái Hạnh, trưởng khoa ung bướu Bệnh viện Bà Rịa. Mỹ Quyên xin được chào bác sĩ ạ. Xin chào Mỹ Quyên và chào tất cả khán giả đài truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi bác sĩ là xin bác sĩ cho biết cái tầm quan trọng của việc mà chúng ta tầm soát ung thư và nên thực hiện bao lâu một lần ạ? Thì chúng ta nên hiểu rằng là cái vấn đề tầm soát ung thư là mình phải phát hiện trước khi ung thư có triệu chứng. Cho nên vai trò tầm soát ung thư là cái gì? Là mình muốn để rằng phát hiện sớm các cái triệu chứng của ung thư để mình có thể
điều trị hoàn toàn khỏi hay điều trị giảm triệu chứng hay điều trị ở một mức độ nào đó. Mục tiêu chính là vẫn là phát hiện sớm và điều trị sớm cho căn bệnh ung thư này. Chúng ta thực hiện bao lâu một lần thưa bác sĩ? Cái vấn đề thực hiện trong tầm soát ung thư thì với hiện nay thì người ta thường tầm soát ung thư trong vòng một năm một lần, và có những cái tùy theo có những cái trường hợp mà trong gia đình có vấn đề di truyền hoặc cái bệnh ung thư di truyền thì thường thường người ta sẽ làm 6 tháng một lần. Thưa bác sĩ, những cái loại ung thư nào mà chúng ta cần phải tầm soát đối với cả nam giới và phụ nữ và ở cái độ tuổi nào, và các bệnh ung thư cần tầm soát thường xuyên là những cái bệnh ung thư nào ạ? Việt Nam mình phổ biến nhất gồm tất cả những loại ung thư là ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, độ tuổi cả nam lẫn nữ thì thường ở từ tầm mức độ 40 tuổi, hoặc những cái dấu ấn gì đó gợi ý cho mình suy nghĩ về vấn đề đó thì mình cũng nên đi tầm soát. Như vậy thì cái độ tuổi mà chúng ta nên tầm soát ung thư đối với cả nam giới và phụ nữ đó là khoảng 40 trở lên. Nhưng mà có những cái trường hợp nào mà người trẻ họ cần phải tầm soát ung thư ạ? Vâng, có những trường hợp đặc biệt. Ví dụ như bây giờ là mẹ bị mắc bệnh ung thư vú thì con gái này đã thì ở mức độ 30 tuổi là bắt đầu mình đã bắt đầu đi tầm soát ung thư rồi. Bởi vì người ta chưa hề nghĩ rằng thường có một cái nghiên cứu thường từ có gen di truyền từ mẹ sang con. Cho nên khi mẹ bị ung thư vú thì con gái cũng nên tầm soát rất sớm. Dạ. Ngoài cái những cái xét nghiệm cần thiết của y học để mà tầm soát ung thư thì bác sĩ có thể gợi ý những cái dấu hiệu nào mà để cảnh báo ung thư sớm, và hiện nay những cái loại ung thư nào có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu như mà được phát hiện sớm và điều trị kịp thời ạ? Thì câu hỏi này cũng rất là hay. Cái vấn đề này là vấn đề mà rất là nhiều người quan tâm vấn đề này, bởi vì khi người ta phát hiện ra thường quá muộn. Dạ, ở giai đoạn cuối. Giai đoạn cuối người ta không để ý đến. Mình trong một thời gian thì dấu hiệu mình cảm giác mệt mỏi, ăn không ngon và bắt đầu sút cân. Cái dấu hiệu đầu tiên đó là mình nên chú ý vấn đề mình là cái bệnh gì đã. Đấy. Sau đó thì nếu mới kèm theo đó nữa thì mình còn đau ở đâu, ở vị trí nào, có đau không, đau ở vị trí nào, rồi trên cơ thể mình có thay đổi gì không, có nổi một cái cục hay là nổi một cái hạch hay là một cái màu sắc ở bất cứ chỗ nào nó thay đổi, thì điều đó dấu hiệu cho mình nghĩ đến một cái vấn đề là mình phải nghĩ đến đi tầm soát và đi khám tổng quát rồi đó. Chứ còn nếu mà mình chưa nghĩ tới đó, đi kiểm tra những bệnh khác ra thì có thể mình bỏ qua đi, giảm ăn sút cân, là mình kiểm tra tiểu đường rồi thì mình nghĩ đó là cái bệnh tiểu đường, nhưng mà cũng phải bệnh mà nó sút ký liên tục thì mình phải nghĩ đến đó là một cái bệnh ung thư tiềm ẩn ở đâu đó thì mình tầm soát. Với một cái phương tiện hiện đại bây giờ rất có nhiều cái phương án để điều trị về ung thư, làm điều trị đa mô thức, nhiều phương pháp kết hợp với nhau để điều trị cho một bệnh ung thư. Đấy, có thể điều trị bằng phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, rồi là cái chất sinh học, những cái phương pháp càng ngày càng hiện đại. Ở mức độ điều trị ung thư này, ở giai đoạn càng sớm thì khả năng điều trị khỏi càng cao. Hầu như những bệnh nhân ung thư ở những cái giai đoạn ta gọi là phát hiện sớm, trong cái vai trò của tầm soát là như vậy, để phát hiện được ung thư ở giai đoạn sớm thì có thể hầu như điều trị khỏi hoàn toàn. Còn ở những giai đoạn có thể muộn hơn thì với những phương pháp này, có thể những ung thư vú ngày xưa mình sợ, ung thư tuyến giáp, mình sợ ung thư cổ tử cung, ở giai đoạn nó 2 rồi thì có thể mình điều trị khỏi hoàn toàn, nhất là ở những ung thư cổ tử cung ở giai đoạn 2 thì hầu như điều trị khỏi hoàn toàn, hoặc ung thư vú ở giai đoạn 2 hiện tại thì cũng có thể điều trị khỏi hoàn toàn. Ung thư tuyến giáp là những bệnh nhân hiện tại mình không phải lo. Bây giờ bệnh nhân thì người ta sợ một cái điều rằng là bệnh ung thư cứ dao kéo vào là chết, là rất là sợ. Đó là một cái điều quan niệm sai lầm đó. Cho nên để dẫn đến một giai đoạn cuối cùng, bỏ qua đi một thời gian vàng, cho nên khả năng để điều trị khỏi hầu như không có. Quyên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến phim trường và chia sẻ những thông tin rất là bổ ích về việc tầm soát ung thư. Hy vọng qua phần chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Thái Đạm Hạnh, trưởng khoa ung bướu Bệnh viện Bà Rịa, quý vị nhận ra tầm quan trọng của khám tổng quát và tầm soát ung thư, cũng như việc tầm soát ung thư là làm gì, những ai nên tầm soát. Và chương trình Sống Khỏe mỗi ngày kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.